10 phút câu chuyện các ngôi sao, 21 giờ 20 phút phim truyện Việt Nam Mây trắng ngang trời tập 14, 22 giờ 30 phút tin trong nước, 22 giờ 45 phút chiếu phim truyện Trung Quốc Một thoáng mộng mơ tập 35, 23 giờ 40 phút tin cuối ngày tin thế giới tin thể thao. Chương trình truyền hình rạng sáng ngày 23 tháng 8 gồm có 1 giờ sân khấu về khuya kịch Không phải tình yêu, 2 giờ 30 phút phim truyện Việt Nam Những ngọn nến trong đêm tập 22, 3 giờ 20 phút Thế giới đó đây Những thế giới riêng biệt, 3 giờ 45 phút Khéo tay hay làm Chè khoai môn Hương Quế, 4 giờ Câu lạc bộ thể thao. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình.